điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em nhóm từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi tại trường Trung học phổ thông Uông Bí. Tại đây bố trí 5 bàn tiêm với 1.342 mũi vaccine Pfizer. Quy trình tiêm chủng được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo an toàn. Trong đó đặc biệt lưu ý đến công tác bảo quản vaccine để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Quy trình tiêm diễn ra khoa học theo nguyên tắc một chiều. Học sinh đến tiêm có tâm lý khá thoải mái, an tâm về công tác tiêm chủng. Tại trường cấp 3 Uông Bí thì chúng tôi chuẩn bị cơ sở vật chất, phối hợp với phòng y tế, với bệnh viện Nam Thụy Điển để chuẩn bị về nhân lực, cũng như là chuẩn bị về lên kế hoạch để phục vụ cho điểm tiêm, như là đầy đủ vật tư, trang thiết bị để đảm bảo an toàn trong công tác tiêm chủng, sàng lọc trước khi tiêm cho các cháu ở trong cái độ tuổi tiêm chủng từ 12 đến dưới 18 tuổi. Quy trình thì cũng là khép kín và chặt chẽ trong công tác chuyên môn để cho đảm bảo được cái công tác tiêm chủng cho các cháu được an toàn từ đầu đến cuối. Em đã tìm hiểu về cách thức tiêm vaccine COVID cho trẻ em. Sau khi tiêm xong em cảm thấy rất là bình tĩnh, thoải mái, không còn lo lắng như trước lúc tiêm nữa. Các nhân viên phục vụ, các bác y bác sĩ ở đây cũng rất là tận tình. Thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, đối với nhóm từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi, thành phố Uông Bí tổ chức 5 điểm tiêm tại Trường Trung học Phổ thông Hồng Đức, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng, Trường Trung học Phổ thông Uông Bí, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên, Trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ. Tổng số mũi tiêm là 5.014 mũi vaccine Pfizer. Thành phố đã thành lập 20 đội tiêm, 4 đội thường trực cấp cứu, huy động các phương tiện thiết bị y tế cần thiết để triển khai công tác tiêm chủng. Trong sáng ngày 1 tháng 11, ngày tiêm đầu tiên, các đoàn của thành phố đã đi kiểm tra công tác tiêm chủng tại các điểm. Nguyên tắc triển khai chiến dịch được quán triệt là tuân thủ luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 3/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007, tiêm chủng theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, đảm bảo an toàn tiêm chủng, đảm bảo tỷ lệ bao phủ cao và tiếp cận công bằng, có sự đồng thuận, đồng ý của gia đình, người giám hộ cho trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi tham gia tiêm chủng. Tại các điểm tiêm tổ chức tiêm cuốn chiếu theo từng khối lớp, từng lớp, đảm bảo quy trình một chiều. Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế đã được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, quy trình tiêm để tiêm tới đâu an toàn tới đó. Cùng với đó là sự phối hợp chặt chẽ của các nhà trường, địa phương, nơi đặt điểm tiêm. Nhà trường đã phối hợp với phòng y tế, với trạm y tế phường và cũng như là phường Quang Trung để bố trí các địa điểm tiêm hợp lý. Từ phòng tiêm cho đến khu vực phòng cấp cứu và phòng chờ sau tiêm, cũng như công tác là quản lý học sinh trước tiêm và sau tiêm. Thì nhà trường cũng đã tuyên truyền tới phụ huynh học sinh với học sinh. Trong ngày tiêm tiếp theo thì nhà trường cũng sẽ vẫn duy trì cái việc phối hợp là phân công các thầy cô giáo quản lý học sinh, hướng dẫn học sinh tiêm chủng và phối hợp với các đồng chí y bác sĩ của trung tâm y tế cũng như là y tế phường để làm sao cho các cháu được tiêm chủng một cách là hiệu quả nhất. Sau ngày 1 và ngày 2 tháng 11, triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm trẻ từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi. Ngày 3 và ngày 4 tháng 11, thành phố Uông Bí sẽ tiếp tục triển khai tiêm cho nhóm từ đủ 12 tuổi đến dưới 15 tuổi. Với sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa các lực lượng, Uông Bí nỗ lực tổ chức chiến dịch đảm bảo an toàn, hiệu quả nhất.